đây cháu ạ. Cái ruộng á thì là mấy năm ở trước là cô làm là bốn sào thì hàng năm thì nói chung là cũng được tầm, nhưng mà hai năm, tức là từ cái năm ngoái năm nay là cô không, cái khả năng của cô yếu sức, cô không thì làm được bốn sào, cô làm được có hai sào thôi. Còn cái tiền bắt cô bắt ốc thì nói chung nó lại thấy không đáng bao nhiêu để mà thực sự cô nói là cái tiền mà dư đấy á, thật sự là nếu mà vào những cái nhà giàu ấy, tức là người ta chỉ có đi chơi không một nửa bữa, nhưng mà với cô là cô phải chát bóp cả tháng, cho nên cái đối với cô là cô cảm thấy là cô quá gánh nặng, thực sự là cô không thể lo được. Thì khi mà cô nói ngay từ đầu tiên là bây giờ cô tính ra cô tính, nhưng bây giờ nói mà Quân đã vào đại học thì không phải là như các trường như cấp 3 đâu Quân ơi. Cấp 3 thì con học thêm thì những cái buổi 40.000 các thứ đấy thì cũng cộng dồn là nhiều chứ, mấy năm học cô cũng luôn vất vả chứ. Nhưng mà ở nhà của mẹ con ăn mắm, ăn muối các thứ, nói chung qua ngày cũng qua thôi. Nói chung nó không có phải đi, bây giờ đi ra xã hội là ở với người ta, đâu có phải sinh hoạt với người ta, đâu có phải là mình cứ cắm cơm cái rồi mình tí mắm mình múc ra là xong, cái đấy không được. Cô là lúc đó là cô còn 6 triệu, bà cô làng xóm người ta cũng thương lắm, người ta cho người thì 50, người thì 100, người thì 200, thì cô dồn được 10 triệu. Thì trước khi đi thì đã gửi đi vào học viện, tức là nửa kỳ học của một nửa năm là hết 10 triệu. Thì còn tiền nhà thì cô lại nghĩ đơn giản là sẽ đi ra và sẽ đem con ra và sẽ tiền nhà một tháng thì là mình sẽ cất lại rồi mình về cô sẽ vay cái 10 triệu kia. Nhưng mà cô ra thì ký hợp đồng của hai cái nhà, người ta nói là người ta không có cho một tháng muộn, người ta bắt đánh cả năm. Thì bây giờ nếu mà chị không đồng ý là chị sẽ đi chỗ khác để thuê nhà. Thì cái cô Nga, cái cô mà cái mẹ của cái con nhỏ cùng ở đây thì nó còn đã thôi bây giờ chị cứ tạm thời như vậy đi, em chưa muộn đấy. 6 triệu đấy giờ chị đóng tạm vào cho cháu đi rồi thì chị về chị xoay trường chị trả cho em với để trả đóng tiếp tiền nhà. Rồi là nếu mà đi học thì ở nhà ông chỉ quay quần đi làm công ty đi lấy chồng ấy. Nếu như ở ra ngoài thì khổ thì mở mang nữa. Tức là đi học là để em thay đổi cuộc sống của em, với lại là để lo cho mẹ em sau này nữa. Nhưng mà bây giờ mẹ đang không có tiền như thế thì em đi học thì em tính toán như thế nào? Bây giờ mình vẫn vay được các khoản vay sinh viên, với lại em sẽ đi làm thêm ở một số chỗ để có tiền sinh hoạt chẳng hạn.